Vâng, thưa nhà báo Trần Quang Vũ, có thể thấy rằng là khi mà sáp nhập thôn bản hay tổ dân phố thì phần lớn những cơ sở hạ tầng như là nhà văn hóa hay là các thiết chế tại cơ sở này với kinh phí lớn thì sẽ phải giải quyết như thế nào ạ? Về vấn đề này thì tôi cho rằng là cần phải có hai cái cách tiếp cận. Cái tiếp cận thứ nhất ấy, là tiếp cận với con người và công việc. Và cách tiếp cận thứ hai là tiếp cận với cơ sở vật chất ở nông thôn sẵn có. Thì tiếp cận về con người thì chúng ta thấy thế này này. Chỉ cần thông qua cái thôn, ông trưởng thôn thôi thì đã nắm được toàn bộ tất cả những lĩnh vực mà trong thôn cần phải các tổ chức đoàn thể đấy là nắm được. Thế nhưng mà khi mà cái ông cán bộ ở xã của các đoàn thể ở xã thì chỉ ngồi trên đấy để chờ các ông ở thôn lên báo cáo, chứ ông mới đẻ ra rằng là tổ trưởng tổ mặt trận ở trong từng khu phố, rồi thanh niên trong khu phố hay là trong thôn, hoặc là phụ nữ trong thôn. Tôi cho rằng là cái đấy là cái không cần thiết. Cho nên là nghị quyết Trung ương 6 người ta cần phải tinh giản, không phải là sát nhập vào để tinh giản, mà người ta cần là hoạt động có hiệu lực và bớt cái người mà hoạt động không hiệu lực. Chúng ta mới thấy rằng là cơ sở vật chất ở nông thôn là cái gì? Đường xá, điện đường, trường trạm khỏi phải bàn, không có liên quan gì đến cái cấp độ thôn cả. Nó chỉ có mỗi cái nhà văn hóa. Nếu sát nhập thì nó có cái chuyện là trước đây hai thôn hai nhà văn hóa, bây giờ sát nhập và vào lại thì hai thôn vẫn hai nhà văn hóa ấy, nhưng mà bây giờ phải có một cái chỗ tập trung, tức là chúng ta phải bỏ đi một cái và chúng ta phải xây dựng một cái lớn hơn về mặt lý thuyết như thế. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận thấy thế này này, nhà văn hóa ở thôn hiện nay một năm sử dụng bao nhiêu lần? Tôi cho rằng là 3, 4, 5 lần. Và có rất nhiều hàng tháng không sử dụng đến bao giờ cả. Nhiều tháng không sử dụng đến bao giờ cả. Chúng ta đừng có băn khoăn về cái điều ấy. Và hiện nay ở trong nông thôn, người ta vẫn còn cái hệ thống loa truyền thanh. Cần phải thông báo cái gì thì người ta thông báo. Và cần phải tổ chức họp hành cái gì thì người ta có những nhóm đại diện. Và tôi cho rằng là một ông trưởng thôn mà trước đây là hai thôn thì bây giờ vẫn là tổ chức một cái cuộc ở nửa thôn này và một cái cuộc là nửa thôn kia khi mà sát nhập vào thành một thôn. Việc ấy không có vấn đề gì cần phải bàn. Vâng, thưa nhà báo, vậy thì ông có cho rằng việc sáp nhập thôn bản tổ dân phố là một hành trình đầy gian khó, nếu như mà không có sự đồng thuận của nhân dân thì cũng sẽ khó được thực hiện đúng không ạ? Rất là khó hay dễ thì là tự cho là khó hoặc là tự cho là dễ. Bởi vì cho đến bây giờ tôi đảm bảo rằng là thế này này, ở thành phố, ở đô thị, khi mà chúng ta sáp nhập 2-3 tổ dân phố lại với nhau, nhân dân người ta chả có ý kiến gì. Ý kiến ấy là của mấy cái người mà trong hệ thống chính trị, mấy cái người mà đang có ý đồ là tôi sẽ làm tổ trưởng dân phố, hoặc là cái người kia làm tổ trưởng dân phố, và lúc bấy giờ là phải tranh giành nhau. Thì lúc bấy giờ nó khó là khó ở chỗ ấy. Chứ còn người dân người ta chả bàn gì đến cái chuyện này cả. Bởi vì thực ra tổ trưởng dân phố là không có ảnh hưởng gì đến cái đời sống thực sự của người ta. Hoặc là nói đúng ra là ảnh hưởng không nhiều. Nhiều gia đình người ta không quan tâm đến cái việc là ông đã làm cái gì, ông cần có ông làm cái gì. Ở nông thôn thì nó khác một chút. Ở nông thôn thì cái vai trò của ông trưởng thôn thì nó quan trọng hơn một chút. Nhưng mà ở nông thôn người ta cũng không, người dân người ta không có nặng nề về vấn đề này. Mà tự chính các ông nặng nề với nhau cái chỗ này, và các ông cho đây là một cái thứ khó khăn. Chứ còn thì không có gì khó khăn cả. Cái tên thôn mới khi mà sát nhập vào nhau, rõ ràng đó cũng là một cái vấn đề cần phải bàn, và nhiều khi là đã gây nên khá là những cái chuyện phức tạp ở tại nhiều địa phương. Vậy thì nhà báo có cho rằng là như vậy hay không? Và mấu chốt vấn đề ở đây để có thể đưa đến sự đồng thuận cao đây là gì ạ? Tôi cho rằng là đây là một cái chuyện mà với cái sự kiện này mà đặt vào cái bối cảnh của cái thế kỷ thứ 21 này, tôi thấy nó có cái điều gì đấy nó buồn cười. Và tôi cho rằng là đây là một cái sự chấp nhận, một cái thứ nó không liên quan gì đến văn hóa, nó không liên quan gì đến cái đời sống, nó không liên quan gì đến cái sự phát triển, mà đây là một cái sự chấp nhận. Chúng ta lại phải nhìn nó ở cái góc độ là nó có những cái văn hóa khác, nó chìm ở trong dân chúng, và người ta có thể lấy cớ này để người ta không đồng tình với sự sát nhập, chứ chưa chắc đã phải rằng là vì không đồng thuận với cái tên mà có cái câu chuyện này.
Vâng, vậy thì bên cạnh những khó khăn vướng mắc thì không thể không kể đến những hiệu quả của việc sáp nhập thôn bản. Ông có thể phân tích rõ hơn về điều này không ạ? Tôi cho rằng là nó có cái hiệu quả của nó chứ. Tôi lấy thí dụ như là những cái thôn bản mà trước đây nó nằm ở trong cùng một khu vực và bây giờ lại được chia ra làm các cái nhiều cái thôn khác nhau và người ta hoạt động theo cái kiểu rất là khác nhau thì cái sức mạnh tập trung của nó cũng không nhiều. Và thứ hai nữa là nó tự nhiên nó có thêm có rất nhiều cái người để điều hành và đã nhiều người điều hành ấy thì tự nhiên nó sẽ có những cái quan hệ điểm khác nhau, nó sẽ có cái sự khác biệt nhau và thậm chí là có những cái mâu thuẫn nhau, mâu thuẫn làng này làng khác, thì trong cái trường hợp ấy thì nó rất là tốt. Thế nhưng mà trong những cái trường hợp khác thì thí dụ như là tôi nói rằng là các cái bản làng ở miền núi, cái bản này với bản kia nó cách nhau cái cỡ khoảng độ 2-3 cây số, thế một anh trưởng thôn là từ cái chỗ này phải đi 5 cây số mới đến bản kia và rồi cuối cùng bây giờ lại sáp nhập vào đấy mới thành một cái thôn, thì cái đấy nó sẽ làm cho nó khó khăn thêm trong cái việc quản lý chứ nó không phải là làm dễ thêm. Cho nên là mạnh hay yếu chính là phương thức hoạt động và năng lực hoạt động của những cái người tham gia vào cái bàn tay nối dài của chính quyền, chứ tôi vẫn cho rằng là vấn đề nó phải rất là linh hoạt để chọn ra cái chỗ này thì nên là chừng này và chỗ kia thì nên chừng kia hộ dân, và vẫn là cái điều kiện tự nhiên, điều kiện địa hình và điều kiện xã hội mà trong bao nhiêu năm nay chúng ta đã đầu tư cho nó cùng với lại điều kiện văn hóa. Vâng, thưa nhà báo, vậy thì các địa phương khi mà sáp nhập thôn bản hay là tổ dân phố thì cần phải gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới như thế nào ạ? Hiện nay chúng ta đã xây dựng nông thôn mới được một cái bước rất dài. Và cái bước ấy dài đấy nó thể hiện trước khi mà nó có cái việc là sáp nhập hay không sáp nhập. Vì vậy cho nên nếu bây giờ chúng ta có làm thêm, chúng ta có làm thêm cái việc sáp nhập này là chúng ta làm xáo trộn cái tình hình trước đi. Nhưng mà thực ra nó xáo trộn cái gì? Nó chỉ xáo trộn có duy nhất một cái thôi. Đấy chính là xáo trộn cái nhà văn hóa thôn, cái trụ sở của thôn, có cái điều ấy thôi. Và như lúc nãy tôi nói rằng là thực ra cái này nó cũng không phải là cái gì quan trọng lắm. Còn điện, đường, trường, trạm, các cái cơ sở nông thôn thì vẫn như ngày xưa. Và cái thứ hai nữa là cái cơ sở sản xuất, tức là cái ruộng đất mà đã chia, đã ổn định, đã khoán cho dân, đã giao cho dân trong nhiều năm ấy, thì bây giờ nó cũng đã ổn định rồi. Thì dù rằng là ở địa phương, ở thôn này hay sang thôn khác thì nó cũng vẫn là như vậy thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta một thôn mà chúng ta chia ra để thành những cái thôn lớn hơn, tức là sẽ có những cái thôn phải chia và có những cái thôn gộp vào với nhau. Gộp với nhau thì không nói làm gì, nhưng mà chia ra tức là chúng ta lại phải chia cánh đồng, phải chia những cái thứ ấy, tức là cái cơ sở hạ tầng nó không phải là cái địa phương cũ điều hành nó, mà bây giờ nó lại là hai nơi để điều hành. Thí dụ như hôm nay thì tôi bảo rằng là thôn tôi cấy, bên kia 5 ngày nữa mới cấy, tức là cái điều hành nước non vân vân, cái hệ thống hạ tầng ở nông thôn tự nhiên chúng ta làm cho nó khó cho chúng ta. Cho nên tôi vẫn thiên về cái là thế này, phải công nhận cái sự tồn tại lâu dài của hệ thống hạ tầng mà từ đó cấu tạo thành các cái thôn xóm, chứ tôi không thiên về cái việc là nó là bao nhiêu hộ dân. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Trần Quang Vũ.